cái chức năng phổ biến tiếp theo mà các bạn cũng rất hay dùng, đó chính là nút bấm. Đó. Khi mà người dùng kích vào cái nút bấm này thì nó sẽ dẫn người dùng hay là khách hàng của chúng ta sang một cái trang web khác hoặc là một cái trang khác trên website của mình. Cái nút bấm này nó như là cái lời kêu gọi hành động, call to action. Mình muốn khách hàng kích vào đây để dẫn họ sang một cái trang khác, ví dụ như là điền form này, hay là xem tiếp nội dung, hay là mua hàng. Về phần chỉnh sửa nội dung của nút bấm này, về kiểu thì các bạn để mặc định này. Về văn bản này thì các bạn thay bằng nội dung của nút bấm thôi, click vào đây, hay là xem thêm, hoặc là mua ngay. Cái đường liên kết này các bạn có thể để một đường link vào đây để nó dẫn cái người dùng, dẫn cái khách hàng sang một cái trang khác, hoặc là hiện tại mình sẽ để một cái dấu thăng. Căn chỉnh này, đúng không ạ, nó sẽ ra giữa này, bên trái này, bên phải này, căn hai bên này, đúng không ạ, các bạn thấy nó kéo dài hai bên đúng không ạ. Mình sẽ lựa chọn ở giữa này. Về kích thước này, to nhỏ, trung bình lớn, cực lớn, đúng không ạ. Về icon này thì nó có 3 chế độ, một là không icon này, hai là các bạn có thể tải ảnh lên, tải cái icon lên, ba là nó sẽ có một cái kho icon. Các bạn có thể lựa chọn một cái icon vào đây. Ví dụ như là mình lựa chọn cái hình quả chuông nhé, mình chèn vào đó. Đây là vị trí của icon này, trước này hoặc là sau này, khoảng cách của các icon này. Đó, đó là khoảng cách này, các bạn có thể lựa chọn làm sao các bạn thấy thuận mắt và hợp lý là được. Tiếp theo sang phần kiểu này. Đây, phông chữ này, kích thước chữ này, typography này. Các bạn lựa chọn phông chữ là Roboto này, cỡ chữ kích thước mình để 18 này, độ đậm thì mình để 700 này, transform này thì mình có thể để là kết hoa này, kiểu thì mình để là nghiêng, xiên hay là bình thường này. Trang trí thì mình có thể gạch dưới, gạch trên, gạch ngang này, đúng không ạ? Các bạn có thể lựa chọn. Về cái phần line head này thì các bạn cũng chọn M này và chọn 1.5 nhé. Về màu chữ thì mình có thể lựa chọn đen hoặc trắng, đúng không ạ? Như này mình đang chọn màu trắng là nó là hợp lý. Kiểu nền này mình có thể lựa chọn Guardian này, hoặc là cổ điển này, một màu này, màu sắc của nền này, màu xanh này, rất nhiều màu, hoặc màu hồng, màu đỏ này, đúng không ạ? Ví dụ mình chọn màu đỏ đi. Về kiểu viền này, nó sẽ có là không này, led liền này, led đôi này, hình dấu chấm này, led đứt này, hay là rãnh này. Đấy, tùy các bạn. Ví dụ mình chọn led liền nhé. Đó. Về màu sắc này thì ví dụ Tuấn sẽ chọn màu đen nhé. Về chiều rộng này của đường viền này, đúng không ạ, các bạn có thể lựa chọn ở đây, đúng không ạ, các bạn kích vào nút lên xuống. Các bạn có thấy cái hình cái móc ở đây không ạ? Nó là liên kết giữa các giá trị với nhau. Các bạn thấy nó đang ở màu tối đúng không ạ? Các bạn kích vào đây thì các bạn có thể điều chỉnh bên trái riêng, bên phải riêng. Đây, các bạn có thể chủ động nghiên cứu này. Còn nếu khi các bạn lựa chọn liên kết giữa các giá trị với nhau thì nó sẽ tăng đều. Một là tăng đều, hai là giảm đều. Được chưa? Tăng đều, giảm đều cái đường viền. Đường cong bo viền này, đúng không ạ? Các bạn thử đây. Các bạn có thấy đường viền đang bo lại không ạ? Rồi bóng đổ này, đó các bạn thấy không ạ? Cái phần padding này, nó là khoảng cách giữa nội dung bên trong nút tới cái đường viền bên ngoài. Đây các bạn thử nhé, tôi thử cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy không? Đó là khoảng cách giữa nội dung bên trong và cái đường viền bên ngoài này. Tương tự, nếu các bạn không muốn liên kết các giá trị này với nhau thì các bạn kích vào bỏ cái liên kết này đi. Các bạn có thể tăng trực tiếp bên trên riêng, bên dưới riêng, tùy vào mục tiêu thiết kế của các bạn. Tiếp theo với cái trạng thái hiển thị thì phần nút bấm cũng có hai trạng thái, đó là bình thường và di chuột. Đây là bình thường này, còn khi Tuấn kích vào di chuột này, ví dụ như bây giờ Tuấn đang muốn có một cái hiệu ứng khi mà di chuyển chuột vào cái nút này thì nó sẽ hiển thị ra là chữ màu đen và nền màu xanh chẳng hạn,
và viền màu vàng đi. Thì mình sẽ lựa chọn vào phần di chuột này, mình sẽ lựa chọn vào màu chữ này, chữ thì mình sẽ chọn sang chữ màu đen này, đúng không ạ? Về nền này, nền chọn vào cổ điển này, chọn cái màu nền này, chọn nền màu xanh này, chọn nền màu xanh này, ví dụ chọn viền màu vàng này, đúng không ạ? Lúc Tuấn vừa bảo chọn lên viền màu vàng này, đúng không ạ? Chọn viền màu vàng, đúng không ạ? Các bạn thấy không ạ? Màu xanh này hơi nhạt, đúng không ạ? Đây, chọn màu xanh đây, chưa? Các bạn thấy không ạ? Đó. Hay là cái hiệu ứng này, to ra chẳng hạn, được chưa? Cái phần đổ bóng box shadow này thì nó cũng tương tự như của ảnh thôi. Làm xong rồi thì phải lưu lại, chọn vào cập nhật. Và tiếp theo đến cái chức năng phổ biến thứ tư, một cái chức năng mà các bạn thường xuyên gặp, đó là icon, đó là biểu tượng, đúng không ạ? Được chọn vào icon này. Với phần nội dung này thì nó sẽ có hai cách mà đưa icon lên. Một là chúng ta sẽ sử dụng cái thư viện icon có sẵn. Thứ hai là chúng ta sẽ tải lên. Ở đây thì Tuấn sẽ sử dụng cái thư viện có sẵn, thư viện icon. Đây, tùy theo cái lựa chọn của bạn, Tuấn sẽ lựa chọn cái hình ngôi sao đi, chèn vào. Tiếp theo là cái đường liên kết này, các bạn có thể lựa chọn một cái đường link vào đây. Là khi mà kích vào icon này, nó sẽ hiển thị ra một cái trang khác, nó sẽ đưa các bạn tới một trang khác, hoặc là chọn dấu thăng. Về phần căn chỉnh thì căn trái, căn giữa, căn phải, được chưa? Về phần kiểu, về icon sẽ chỉnh sửa giống ảnh, nhưng nó khác ảnh một chút là icon đổi được màu, ảnh thì không đổi được màu. Đây, tôi kích vào đây, đổi sang một cái màu cam nhé. Vì ảnh nó là cái màu sẵn rồi, mình sẽ không đổi được, đúng không ạ? Thay đổi kích thước này, đó, đó, đúng không ạ? Hoặc là các bạn có thể xoay, đó. Các bạn chỉ cần di chuột, nó rất là dễ, xoay ngang, xoay dọc. Về cái hiệu ứng di chuột cũng vậy. Đây là trạng thái bình thường nhé, còn đây là hiệu ứng di chuột đây, đúng không ạ? Các bạn chọn grow này, các bạn chọn shrink này, rất nhiều hiệu ứng cho các bạn. Làm xong rồi thì chúng ta nhấn vào lưu. Đó là những cái chức năng cơ bản nhất của Elementor. Những chức năng khác thì nó sẽ liên quan đến nhiều cái hiệu ứng, thì tùy thuộc vào cái mục đích sử dụng của website mà mình sẽ lựa chọn những cái chức năng khác nhau. Thì trong cái series hướng dẫn về thiết kế website sắp tới thì Tuấn và team VTCom đã chia ra làm nhiều loại website khác nhau để hướng dẫn chia sẻ tới các bạn, như là website thương mại điện tử này, website giới thiệu về công ty này, website về blog này, hay là website về tin tức báo chí, vân vân. Mỗi loại website, mỗi hạng mục sẽ sử dụng những cái chức năng khác nhau. Còn trong khuôn khổ của video này, như Tuấn đã nói ban đầu, thì mình chỉ hướng dẫn các bạn làm quen với cái công cụ Elementor này thôi. Nó rất là dễ dùng. Trong tất cả các hạng mục thì còn phần nâng cao nữa. Thì trong những cái chuỗi video tiếp theo, Tuấn sẽ chia sẻ kỹ hơn cho các bạn. Tuấn có hai cái lưu ý khi mà các bạn thiết kế website với Elementor. Thứ nhất là khi làm xong, các bạn phải nhấn vào cái nút cập nhật đây, cái nút cập nhật đây để lưu lại. Chúng ta cần phải lưu lại những cái thao tác, những cái thiết kế của mình. Các bạn phải tạo cho mình một cái thói quen, sửa gì xong thì chúng ta phải cập nhật luôn, để tránh những cái trường hợp rủi ro, ví dụ như là mất điện hoặc là các bạn quên chẳng hạn, thì chúng ta sẽ mất rất nhiều công sức. Có một cái điều lưu ý nữa là có một cái chức năng ở góc dưới bên trái của màn hình, đó chính là cái chế độ responsive. Tôi kích vào đây. Đấy, các bạn có thể thấy không ạ? Nó sẽ có một cái thanh công cụ màu đen ở thể hiện ở phía trên của màn hình. Nó sẽ cho chúng ta thấy cái hình ảnh website của chúng ta thể hiện như thế nào trên màn hình máy tính này, màn hình desktop này, trên màn hình máy tính bảng sẽ thể hiện như thế nào này, và trên mobile, trên điện thoại nó sẽ thể hiện như thế nào. Mọi thứ rất là trực quan. Nó sẽ hiển thị cái website của chúng ta trên những cái màn hình hiển thị khác nhau. Mặc định website của chúng ta sẽ được chỉnh sửa trên cái thiết bị là desktop, màn hình máy tính. Nhưng mà khi chúng ta sửa và thiết kế xong trên màn hình máy tính thì chúng ta phải vào cái giao diện của máy tính bảng hay là điện thoại để chúng ta điều chỉnh lại kích thước làm sao cho nó phù hợp. Bởi vì kích thước hiển thị của máy tính bảng, điện thoại hay là
màn hình desktop nó sẽ khác nhau. Chúng ta cần phải chỉnh sửa làm sao cho nó phù hợp thì mình vẫn sử dụng những cái công cụ kéo thả này thôi. Trên những cái màn hình hiển thị khác nhau ấy thì các đối tượng hiển thị kích thước của nó cũng sẽ khác nhau. Bắt buộc chúng ta phải cài đặt kích thước trên từng thiết bị, trên từng cái loại màn hình hiển thị. Sau đó thì chúng ta sẽ lưu nó lại. Và đây cũng chính là cái ưu điểm của cái công cụ Elementor này. Cùng một lúc thì chúng ta có thể thiết kế và chỉnh sửa trên cả ba cái loại màn hình: màn hình desktop của máy tính, màn hình máy tính bảng và màn hình điện thoại. Nó sẽ rất là tiện. Thì trong những cái series video thiết kế website tiếp theo thì Tuấn sẽ chia sẻ kỹ hơn với các bạn về cái vấn đề này. Trên đây là toàn bộ những cái hướng dẫn sử dụng, những cái chức năng cơ bản của cái công cụ, cái plugin Elementor. Các bạn cố gắng thực hành từng phần một cho nó hiệu quả. Thì trong cái series video tiếp theo, Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết kế website một cách chuyên sâu hơn. Chúc các bạn thực hành thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.